Một nhóm học sinh nam của một trường trung học Anh đã phản đối nhà trường không cho phép nam sinh mặc quần short bằng cách là mặc váy nữ sinh tới trường trong bối cảnh thời tiết nắng nóng ở Anh. Hàng ngày thì nam sinh Tyrone Evelyn, 15 tuổi, và các bạn vẫn ăn mặc như bình thường tới trường, nhưng chuẩn bị sẵn váy mượn từ các bạn nữ trong cặp sách. Sau khi vào lớp, các em sẽ thay váy bởi thời tiết quá nóng bức và không phù hợp khi phải mặc quần dài, trong khi các nữ sinh được phép mặc váy. Tuy nhiên, hiệu trưởng của trường cương quyết giữ lại quy định trang phục cũ. Theo đó, học sinh nữ được chọn giữa váy và quần, nhưng học sinh nam không được mặc quần short. Các nam sinh trên không bị phạt, nhưng nhà trường thì không chịu nới lỏng quy định trước khi nhận được lời tư vấn từ các cộng sự. Nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng nhất kể từ năm 2006. Do đó, người người tìm đến các phương cách giải nhiệt khác nhau.